Những chuyển động căng thẳng của bóng đá thế giới có lẽ khiến người hâm mộ Việt Nam quên mất rằng đội tuyển U22 Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị xung trận tại SEA Games 32. Lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa được chủ nhà Campuchia tiến hành chính là phát súng khởi đầu. Dù là một phân mảng trong đại hội thể thao cấp khu vực, nhưng lễ bốc thăm đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận bởi những hình ảnh, những đồn đoán dở khóc dở cười xung quanh. Và hơn hết, sau tất cả những điều xảy ra, người ta có quyền nghi ngờ Campuchia đã nhúng tay dàn xếp kết quả bốc thăm. Vào chiều ngày 5 tháng 4 năm 2023, chủ nhà Campuchia đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng bộ môn bóng đá cho cả thể thức nam và nữ. Đây rõ ràng là một sự kiện quan trọng tầm cỡ quốc tế và với sự góp mặt của đại diện của các đoàn thể thao trong khu vực cùng báo chí nhiều nơi. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong lễ bốc thăm lại khiến người ta vừa buồn cười vừa nghi hoặc. Đầu tiên là phần bốc thăm cho môn bóng đá nam. Timeline của chương trình đã bị delay nặng nề với lý do sự cố kỹ thuật, khiến các khách mời phải đợi thêm 20 phút so với lịch ban đầu là 15 giờ chiều. Đến phần dành cho bóng đá nữ thì mọi thứ còn trông giống một vở hài kịch hơn khi màn hình lớn trình chiếu tại lễ bốc thăm bất ngờ show giao diện của PowerPoint. MC chương trình rất nhanh đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố kỹ thuật, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những nụ cười châm biếm từ truyền thông. Một sự kiện dù chưa phải quy mô toàn cầu nhưng cũng mang tầm cỡ khu vực lại có thể xảy ra một lỗi nghiệp dư như vậy. Sơ sót này trên lý thuyết không ảnh hưởng đến toàn bộ buổi lễ, nhưng nó đã khiến hình ảnh của nước chủ nhà trở nên không đẹp với nước bạn. Dẫu chỉ là sai số ở mức hình thức, nhưng đó lại là biểu hiện cho sự thiếu chỉn chu trong khâu chuẩn bị, on air và cả sự tôn trọng dành cho khách mời. Chứ dừng lại ở đó, hình thức đã không trọn vẹn, nội dung lại càng khiến người ta phải cau mày khó chịu. Đó là vì kết quả của lễ bốc thăm không thể nào làm hài lòng với giới chuyên môn lẫn dư luận, ngoại trừ chính chủ nhà Campuchia. Cụ thể, với bóng đá nam, đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng tử thần với Thái Lan, Singapore, Malaysia và Lào. Trong khi đó ở bảng A, chủ nhà Campuchia đối đầu với Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Thật may khi Indonesia không rơi vào bảng B, nhưng nếu không, có lẽ môn bóng đá nam chỉ còn mỗi Campuchia thi đấu. Không biết cơ chế xếp hạt giống tại buổi lễ bốc thăm lần này như thế nào, nhưng việc đẩy hết tất cả các đội tuyển mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Singapore vào chung một bảng đấu thực sự là quá khó hiểu. Đó là chưa kể Malaysia cũng có thể tạo nên bất ngờ. Trái ngược với bảng B, bảng A chỉ có Indo là thực sự đáng gờm. Điều này giúp cho tỷ lệ và bán kết của Campuchia tăng lên đáng kể. Còn đến bóng đá nữ, Campuchia cũng chẳng bớt vô tình hay hữu ý mà được xếp vào bảng 4 đội, đồng nghĩa với việc dễ toan tính hơn, lịch thi đấu cũng nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng là với tâm thế của nước chủ nhà, cả tuyển nam và tuyển nữ Campuchia đều đã có thể mỉm cười sau khi chốt kết quả bốc thăm. Đây rõ ràng tiếp tục là một biểu hiện cho thấy sự bất ổn của môn bóng đá nam SEA Games 32. Trước đó, chủ nhà Campuchia đã quyết định thay đổi quy định về độ tuổi khi chỉ cho phép các đội tham gia sử dụng cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống, không còn là 23 cộng 3 như những giải đấu trước. Đây là điều sẽ làm ảnh hưởng sức mạnh đáng kể của nhiều ông lớn, tiêu biểu là Việt Nam. Và bây giờ tại buổi lễ bốc thăm, Campuchia dường như đã một lần nữa phù phép để mọi thứ có lợi nhất cho họ. Với việc đẩy cả Thái Lan, Mã Lai, Singapore và Việt Nam vào chung một bảng. Dù mọi bằng chứng vẫn chưa rõ ràng, nhưng người hâm mộ đang có nhiều lý do để tin rằng có một sự dàn xếp trong kết quả bốc thăm vừa qua. Campuchia đang rơi vào tâm bão nghi ngờ khi họ đang vô tình hưởng quá nhiều lợi thế tại kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà. Tôi thấy có khá nhiều slide, có lẽ phía dưới là kết quả bốc thăm. Một comment trên mạng xã hội vẫn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng đáng để chúng ta suy ngẫm. Trước kết quả bốc thăm, trời ơi đất hỡi này, báo chí Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia nằm tại bảng B, đã đồng loạt dậy sóng. Tờ Siam Sport đã giật tít rằng, sôi động ngay từ vòng bảng, U22 Thái Lan cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và Malaysia. Một tờ báo khác của Thái Lan là SMM Sport cũng có bài viết với tiêu đề không dễ dàng chút nào, U22 Thái Lan rơi vào bảng B cùng U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Tiếp theo đó, tờ Bahiran của Malaysia cũng ngán ngẩm nhận định U22 Malaysia sẽ đối mặt với thử thách khó khăn ngay tại vòng bảng SEA Games sắp tới. Đội bóng của huấn luyện viên Elavazrasan rơi vào bảng đấu tử thần với đương kim vô địch U22 Việt Nam và đội giành huy chương vàng nhiều nhất môn bóng đá nam SEA Games, U22 Thái Lan. Ngoài ra, Singapore dù đang có lứa thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng, nhưng báo chí nước bạn cũng không hề tự tin trước những sóng gió sắp tới. U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần của môn bóng đá nam SEA Games 32 khi nằm cùng đội tuyển đương kim vô địch U22 Việt Nam và Thái Lan, đội từng 16 lần giành huy chương vàng. Ngoài ra, bảng đấu này còn có cả U22 Malaysia và U22 Lào. Lời bình của tờ Sun Times. Trái ngược với sự lo lắng của cánh báo chí, các huấn luyện viên của các đội tuyển
những người trong cuộc sẽ trực tiếp cạnh tranh với nhau cho tấm huy chương vàng bộ môn bóng đá nam lại tỏ ra bình tĩnh và đầy tự tin. Ông Isara Sritaro, huấn luyện viên trưởng của Thái Lan, cảm thấy hài lòng với kết quả bốc thăm này. Kết quả bốc thăm không vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ đối đầu với hai đội bóng khá mạnh, nhưng điều này tốt cho sự phát triển của các cầu thủ. Lịch thi đấu của đội cũng rất ổn. Chúng ta gặp Singapore, gặp Mã Lai và Lào trước khi gặp Việt Nam. Chúng tôi muốn thắng tất cả mọi trận. Cuộc đối đầu với Việt Nam là khó khăn nhất, nhưng chúng tôi sẽ có cách bố trí nhân sự tốt nhất cho từng trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Philip Ao của U22 Singapore cũng tỏ ra rất tự tin cho chặng đường sắp tới trên đất Campuchia. Ông chia sẻ với báo chí: "Đây là một bảng đấu cực kỳ khó, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ không bị lép vế và các chàng trai của chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Các cầu thủ hiểu được sự kỳ vọng dành cho họ ở cấp độ thi đấu quốc tế và họ sẽ khiến mọi đối thủ gặp khó khăn khi đối đầu. Đội ngũ trợ lý huấn luyện viên và tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng các đối thủ để chuẩn bị thật tốt vào cuối tháng 4 này." Với U22 Việt Nam thì huấn luyện viên Felipe Chusia tỏ ra khá điềm tĩnh. "Cá nhân tôi không có bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội cùng bảng và sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách là đội được kiêu vô địch, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy." Ông chia sẻ sau khi nhận được kết quả bốc thăm. Có quá nhiều điều không đứng về phía Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này. Làm quen vị thuyền trưởng mới, không có sự đồng hành của dàn cầu thủ đàn anh và một lứa cầu thủ bị đặt nhiều câu hỏi về năng lực sau những thất bại liên tiếp tại Doha Cup 2023. U22 Việt Nam lại tiếp tục có thêm thách thức khi rơi vào bảng đấu tử thần. Cho dù đội chủ nhà Campuchia có tác động thế nào để có được kết quả bốc thăm thuận lợi trên, chúng ta buộc phải chấp nhận chuyện bút xa gà chết và chỉ còn cách hướng tới những điều tiếp theo. Công tác tổ chức của Campuchia bị đặt nhiều dấu hỏi, nhưng chúng ta cũng có quyền tự tin vào những gì mình có. Không có cảm giác sung sướng nào hơn việc chiến thắng trước sự bất lực sau trăm mưu ngàn kế của đối thủ. Đó là điều người hâm mộ Việt Nam rất muốn tận hưởng tại SEA Games 32 tới đây. Chúng ta có quyền kỳ vọng, nhưng xin đừng biến điều đó thành áp lực. Xin chúc thầy trò huấn luyện viên Chusia may mắn trên hành trình sắp tới tại SEA Games 32.